Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Mình là Toàn McGrath. Tập trước là Kira đã chấm dứt đồng minh với Kuro và thị trấn Hòa Bình đi tấn công. Nói đúng ra là ăn vạ mới đúng. Bên tem ăn mày. Và trước khi bắt đầu tập ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhớ ấn nút like, subscribe, share. Đó chính là động lực lớn nhất để mình có thể làm được nhiều video hay hơn cho mọi người xem. Và giờ đừng xem chùa nữa, bắt đầu clip thôi nào. Let's go. Đến lúc mọi người, lúc này tôi cần mọi người nghiêm túc, mọi người đừng nhây nữa. Có chuyện lớn rồi, mình nhớ ở đây đi. Hiện tại đang có một chuyện rất là lớn, tôi cần sự nghiêm túc của mọi người. Tôi sẽ nói chuyện với danh nghĩa là trưởng của thị trấn Hòa Bình. Đầu tiên là tôi nhận lỗi với mọi người trước. Tôi sẽ kể mọi người về những câu chuyện trong những ngày qua. Kể đi ông nội, kể đi nghe nè. Đi thì người ta kể. Trời ơi, im lặng dữ vậy. Người ta hướng nội, người ta ngại. Đầu tiên là chuyện về Kuro. Lúc tạo ra thị trấn này, tôi đã hứa với mọi người là đây là thị trấn Hòa Bình, không có chiến tranh đúng không? Thế cho nên là mọi người về nhà ngủ cho đỡ mũi mũi. Thú tội là trong thời gian vừa rồi tôi đã gây thiệt hại cho thị trấn Hòa Bình. Tôi cảm giác là mình không xứng đáng làm trưởng của thị trấn này nữa. Tôi muốn từ chức. Không cho. Hả? Không cho. Bây giờ có một thằng đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ và tự nhiên giờ đẩy với người khác làm sao được? Sao mọi người biết là lý do mục đích tôi tạo ra thị trấn Hòa Bình là gì đúng không? Để không có chiến tranh. Tôi cũng xin thừa nhận luôn nhá, là từ đầu tôi tạo ra quỹ là chỉ để xin đồ cho bản thân thôi. Lúc đấy còn chưa có thị trấn Hòa Bình. Và rồi tôi thấy cái quỹ đây không xin được nhiều đồ lắm, thì tôi tạo ra một cái thị trấn với danh nghĩa là bảo vệ những người khó khăn để mà xin đồ về. Và rồi tôi tuyển mọi người vô. Thật ra lúc tôi tuyển mọi người tôi vẫn chưa tin tưởng đâu. Ban đầu Ozin là cái vụ cá nóc thì tôi vẫn làm cho tôi không tin tưởng Ozin lắm. Theo là vụ của Toàn, là vụ tôi thấy căn nhà của Toàn có ai ở Vích Xác, tôi cũng không tin tưởng hai ông. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi cảm giác là một khi mình đã tạo ra cái thị trấn này rồi thì mình có trách nhiệm, không thể nào mà cứ để mọi người vô đây xong không có cái mục tiêu gì cả. Ban đầu tôi cứ tạo ra tôi bỏ đấy thôi, tôi không tin tưởng mọi người nhưng mà tôi cũng chẳng ghét mọi người. Mọi người cũng đã có một thời gian vui vẻ cùng nhau ở đây, còn bây giờ thì tôi nghĩ là chúng ta nên đổi hướng đi chứ không như ngày xưa nữa. Thì bây giờ cũng không còn vui vẻ gì nữa rồi, nếu mà chúng ta cứ mãi chơi như vậy ấy, thì chúng ta sẽ bị chiếm, khả năng cao chúng ta sẽ thành nô lệ thôi. Thời gian vừa rồi ấy, thì tôi đã từng có một đồng minh là Kuro. Do hôm nay tôi nói chuyện với mọi người ấy, là từ vụ Ozin, tôi đã để Ozin đi cái hôm mà mình nói chuyện với bên Hoang Đảo ấy, tôi để Ozin đi đánh nhau với Kiza, với Kisa là cũng để thử Ozin để xem Ozin có trung thành với chân Hòa Bình hay không. Cả vụ của Toàn cũng thế. Thật ra cái ngôi nhà đấy của bọn ông, tôi biết bọn ông cũng có nhiều kỷ niệm ở đấy, cũng không nỡ để ông phá đâu. Nhưng mà tôi cũng cần tin tưởng ông, cần ông làm vậy để mà tin tưởng, để sau này tôi còn giao trách nhiệm cho ông nữa, giao nhiệm vụ cho ông nữa. Thì bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng ba người rồi. Riêng cái thứ này chưa tin lắm. Thì nói về lỗi lầm của tôi này. Đầu tiên là vụ Kuro. Kuro hồi trước đã từng ký tôi với tôi một cái hiệp ước hòa bình, bảo vệ lẫn nhau. Thì trong cái thời gian vừa rồi Kuro có chiến tranh với thị trấn Cá Nóc, bên giáo hoàng Cá Nóc ấy, thì tự nhiên ông ấy đánh nhau với cái bên Hoa Anh Đào. Thế cho nên là tôi đã phải ra đàm phán ở bên đấy. Và tôi đã ôm cái trách nhiệm đánh Kisa với Kiza về thị trấn của mình, biến cho cái thị trấn của mình từ thành thị trấn Hòa Bình trở thành thị trấn đã từng đi đánh thuê. Thì tôi là trưởng của cái thị trấn này mà tôi lại làm như thế. Tự nhiên bây giờ tôi thấy hối hận. Còn một vụ nữa là trong thời gian vừa rồi Kuro cũng không còn là đồng minh của tôi nữa. Tự nhiên mấy hôm tôi không vô server, tự nhiên ông ấy nổi khùng, nổi điên, ông ấy cọc với tôi. Tôi không biết lý do là gì. Nhờ bây giờ cái chỗ ngày trước mình cho Dương ấy, đây là khu bên này, toàn bộ khu bên này là Dương hồi trước xin phép mình để mà sẽ được xây dựng bên đấy, với cả lấy đồ của mình sang để mà trồng trọt bên kia, và hứa là bọn mình sẽ có cổ phần trong đấy. Nhưng mà bây giờ không biết là Kuro sau khi tức tôi thì Kuro nói chuyện gì bên đấy á, theo giờ bên đấy cũng cấm bọn mình sang luôn, cũng coi như là tôi đã làm mất đi một cái phần đất của thị trấn Hòa Bình rồi, mất đi cả đồ của bọn mình nữa. Ủa từ từ kia ra ơi, tức là đất bên đất của mình hả? Đúng rồi, ban đầu là của mình mà. Bây giờ ấy, nói chuyện lại với Kuro luôn hả? Ừ, tôi đã làm cho thị trấn của mình mất quá nhiều. Đầu tiên là thị trấn không còn, cái từ hòa bình của thị trấn nó bị vấy bẩn rồi, cũng do tôi. Mà đất bên này mất cũng do tôi. Thậm chí là bây giờ thị trấn của mình có rất nhiều người ghét, cũng là do tôi luôn. Tôi cảm giác mình không xứng đáng với làm trưởng của thị trấn nữa. Tôi nghĩ là không có đến mất như vậy đâu. Mình chỉ cần thay đổi hướng đi của mình một chút lại thôi, không cần phải tới mất như vậy đó. Nếu mà mình có lỡ làm tai gì thì mình cũng phải gọi là sai chứ. Ừ, đâu có thể nào để lại lỗi thôi, đâu có sao đâu. Dù gì cũng chưa có quá muộn mà. Tôi thấy giờ hơi khó ấy. Khó chứ không phải là không có cách. Ra thì tôi cũng đã nghĩ được một cái hướng đi, nhưng mà tôi không muốn để mọi người vào nguy hiểm ấy. Hướng đi của tôi là bọn mình sẽ không đơn thuần chỉ ở trên thị trấn Hòa Bình đi chơi vui đùa cùng mọi người nữa. Hồi trước là mục tiêu của tôi là cố gắng vui đùa cùng mọi người, lượm được càng nhiều kim cương càng tốt để mà cho vui thôi, chứ thực ra kim cương nhiều cũng chẳng để làm gì cả, đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại rồi, bây giờ hiện tại server đang có rất nhiều team chiến tranh, bọn mình cũng cần phát triển về giáp, về nhân lực. Bọn mình cũng phải chiến tranh, chúng ta phải chiến tranh để mà giành lại hòa bình, chứ không phải là đơn thuần là hòa bình như ngày xưa nữa. Như thế là chúng ta sẽ có thể có đánh nhau ấy, và chúng ta sẽ có kẻ thù ấy. Mọi người sợ không? Không, đánh thì đánh. Đánh thì đánh thôi chứ sợ cái gì chứ. Đánh thì đánh rồi anh. Thằng nào chiếm đất mình tôi phải lấy lại.
Vùng đất này theo tôi thì hiện tại cứ bỏ đi, người ta xây nhiều đi kia rồi mình phá đấy cũng không có đúng lắm. Tôi theo tôi thì mình bỏ bên đấy đi, mình mở rộng qua bên này cũng được. Và tôi Thì cũng cũng đã từng được. có một kế hoạch là mình sẽ chiếm lên bên cái trên cái nóc kia để mình sẽ có một cái tường thành ở trên đấy. Nhưng mà giờ tôi cũng nghĩ lại rồi, mình không nên chiếm ở đấy nữa, hiện tại đang rất là nhạy cảm. Hiện tại cái bên team này là được gọi là team Hồng Kỳ này, hội Hồng Kỳ này. Team này nó chả hiểu sao thì rất là ghét mình, trong khi trưởng của cái team đấy là Kiên, là một người đã từng rất là thân với tôi. Tôi chả hiểu là mấy người đấy bị cô tẩy não cái gì nữa. Bây giờ có rất nhiều người ghét mình không thể nào đi đâu được nữa. Bọn mình phải bật chế độ phòng thủ rồi, xây căn cứ. Tôi nghĩ là hôm nay bọn mình sẽ mở rộng bên trên kia xây một cái tường thành. Đấy là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là phải cày thêm rất là nhiều giáp nữa mình bỏ đấy. Mình sẽ gọi là những cái bộ giáp dự phòng của những tên sát thủ đi. Mình sẽ cất ở đấy, nếu sau này mình bị úp sọt đấy thì mình vẫn còn giáp để mà chiến đấu tiếp. Mình sẽ chiến đấu liên tục. Kể cả còn một giọt máu, mình sẽ lại hồi máu mình đánh tiếp. Chết thì thôi, chết mình lại mặc giáp mới mình đánh tiếp. Mình không sợ ai cả. Mình có thua thì mình cũng phải khiến người ta nát cùng mình. Đấy là cái chiến lược phòng thủ của tôi. Người có ý kiến nào khác không? Trước mắt thì tôi thấy ông nói đúng ở một chỗ là mình không nên chiếm ở trên bên cái nóc kia, tại vì thật sự của mình đâu có đâu cần trên đó đâu, nên là mình chỉ cần từ cái núi mình trở xuống mình đóng khung nguyên cái chỗ này lại. Còn về phần nguyên liệu gì á thì để cho Y với lại Ozin làm, còn phần nguyên còn tài nguyên thì để tôi lo. Mình sẽ cố gắng mình phòng thủ tốt hết hết mức có thể luôn. Ý kiến của ông cũng hay á. Tôi sẽ nhận trách nhiệm là tôi sẽ đi phù phép thật là nhiều giáp xịn, rồi chúng ta sẽ úp lên Netherite. Nó sẽ để đấy, mỗi người sẽ có tầm 10 bộ giáp, 2, 4, 5, 5 nhân với 10, 50. Là 50 chúng ta bộ. nhân với 4 nữa là 200, 200 Netherite hả? À nhân 4 gì nữa? 200 hả? Yên À tâm đi, nhân 4 trong người tôi đang có 60 phôi này biết rồi. Thoải mái đi. Còn lại cái để tôi tìm cho. 60 phôi. Còn tôi thì cũng có mười mấy phôi nữa ấy. Rồi, thế không sao, được, Em thì được, được. 15 đang phôi. có 21 phôi Tôi nè. đang có 5 phôi nè. Mình cứ đi tìm từ từ thôi. Mọi người đưa cho tôi đi, tôi đi phù phép rồi tôi làm bộ giáp. Hiện tại tôi vừa mới làm một cái farm Enderman ở bên kia. Tôi sẽ tu tiên ở bên đấy tầm mấy ngày đi. Rồi lúc tôi về tôi sẽ mang cho mọi người rất là nhiều giáp Netherite phù phép. Em còn Kia mấy ơi. số kim cương này nè, với lại một mảnh vỡ Khoan, cổ đại từ à. từ. Nhưng bốn Chúng ba ta cần sáu. kiếm nữa đúng không? Kiếm nữa. Đúng rồi. Kiếm với rìu thôi được rồi. Mọi người thích đánh bằng kiếm hay rìu? Kiếm Rìu. Rìu kiếm sắc nét là phải kiếm dân làng á. Rìu nó không tự có sắc nét trong phù phép đâu. có trong mạng phù phép á, mình phục để quỷ sách vô là được, hên xui thôi nó ra. À, sắc Thì nét nó thì anh khó có một cây hơn. rồi. Cây đều sắc nét thì anh có một cây rồi, chắc không người làm cho Okay. nó. Tạm thời tôi sẽ làm cho mỗi người 5 bộ giáp trước ha, 5 bộ giáp và 5 cây kiếm được không? 3 bộ thôi được rồi, nghĩ là 3 bộ thôi, tại vì trong người tôi đang mặc là 1 bộ, còn trong đây là 1 bộ nữa nè. 5 bộ luôn đi ông, mình nhiều tài nguyên mà sợ gì. Thôi em đưa cho anh này rồi. Nè của ông nè, 50, mà tôi đưa trước 50 phôi nhé. Dữ vậy. Nè, đây, điểm giao đủ không? Đó. Đây ông ném vào đây luôn đi. Đây. Đó. 50 phôi. Quý mình giàu điên, tôi cần lưu ly nữa. Ozin thôi, Ozin có lưu ly không em? Ai em quên rồi, em quên rồi. Trong thời gian đấy thì mọi người đi kiếm thêm tô tầm nữa để chia đều cho mọi Được người rồi. nhé. Được rồi. Với cả farm táo đi, hiện tại tôi có rất nhiều vàng, tôi nghĩ là đủ làm táo vàng cho mọi người ăn đến già ấy. Táo thì em có một con dân làng rồi. Đó, Ok, em kiếm táo đi. đổi công nhân À, làng hiện rồi. tại anh có 230 block vàng, anh nghe đủ ấy. Mình nhưng Ok. mà cho hỏi thêm xíu cái là mình có nên kiếm thêm một ai vô cái thị trấn Hòa Bình đúng không, hay là chỉ có như vậy thôi? Có, mục tiêu của tôi hiện tại là Naoki. Đây của anh, mẹ phù Của anh phép đương của anh nhiên. Ông ấy là một người chuyên tận dụng chiến tranh để mà Bán hàng. kiếm đồ, đúng rồi. Và tôi có Ui một vậy. cái chiến lược để mà gạ gẫm ông ấy vô team. Em nghĩ là như đó dư sức à. Còn đây, Siro, ông là người mới vô team, tôi cần một lời đảm bảo. Ông muốn thật sự nghiêm túc muốn tham gia vô chiến này không? Bây giờ ông muốn nào bọn tôi cũng không chấp nhận thôi. Ấy thật ra thì tôi từ đầu tôi đã nghe vào trong thị trấn này mà tôi đâu có cho nợ đi đâu. Tôi thành con nợ rồi. Những cái nợ đấy bọn tôi có thể bỏ qua ấy, nếu mà ông sợ chiến tranh thì ông có thể đi chỗ khác mà tôi không cản đâu. Tôi không sợ chiến tranh, tôi thích chiến tranh, ăn nào ra tôi chặt anh ấy. Được, 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 không sao đâu, được, báo được, cho được, mà được, vậy được. à, được rồi. Cảm ơn mọi người á. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi mọi người vì lỗi lầm trong thời gian qua. Nhưng mà kia đây. Còn sao nữa? Hả? Ban đầu ông cho Kudo mượn cái vùng đất kia là ông có cam kết với Kudo, ông bảo là cái vùng đất là của bên thì chắc là mình không? Cái vùng đất đấy không liên quan đến Kuro cả, đấy là của một người tên là Dương. Và tự nhiên Dương lại gia nhập vô cái hội Hồng Kỳ, và bây giờ hội Hồng Kỳ chiếm luôn, bảo là đấy là của hội chứ không phải là của riêng Dương nữa, cho nên là Đấy là làm từ khó mình. ngay từ đầu thì Dương sinh ông ở vùng đất đấy đúng không? Đúng. Ông tôi nghĩ chắc là nếu là cái gì ra cái đấy không mà đồ mượn là đồ mượn, đã là của mình thì mình phải lấy lại. Đúng 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 đúng. Nếu thế thì đợi lúc mình mạnh rồi mình tính tiếp. Rồi Bây giờ bên đấy có rất tôi là không tin đông được người nữa. ấy. Với Có cả nhiều bên người. đấy không đơn thuần chỉ là một bên đấy không chỉ đơn thuần là câu chuyện tôi vừa kể đâu. Theo như tôi tính toán ấy, khả năng cao đấy là kế hoạch từ Kuro từ ban đầu, hoặc là có một thế lực đằng sau giật dây. Tại vì rõ ràng tất cả những người bên đấy đã từng đều là bạn của tôi cả.
không có một chút thù hằn nào hết, tự nhiên họ quay lưng vậy đó. Chỉ với 2 ngày tôi offline chứ không vô server bây giờ thành ra như thế. Hoặc là cũng có thể là do thằng Guru là chơi cá nóc ấy. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như Toàn nhé, tôi vẫn đang không hiểu bây giờ nha. Ví dụ tôi đi giới thiệu với ông với người khác ấy, tôi qua bên thị trấn Sắc Hoa Anh Đào, tôi bảo là Toàn là bạn của tôi, thì ông có giận tôi không? Không. Ừ đó, Kuro giận tôi vì cái lý do đấy đấy. Bạn bè giúp đỡ nhau, bạn bè trong này em thấy cũng đường mà, kiểu giúp đỡ nhau qua lại cái kiểu thôi, chứ đâu có bị mất thiết cái gì đâu không, ta. Không phải ừ, đâu. Tự nhiên ổng quay ra ổng giận tôi với một lý do là tôi đi chỗ khác, tôi bảo ổng là bạn tôi, cho nên ổng giận. Không, ngay từ đầu là Kuro thực sự muốn tham gia vào thị trấn hòa bình của mình, nghĩa là không phải là chỉ muốn làm bạn, hay là nó chỉ giới hạn bởi cái khế ước hợp đồng kiểu kiểu anh em mình hợp tác ấy. À không, hình như nghe cái cách nói chuyện hôm trước thì cũng vẫn không muốn làm đồng bên đâu, mà là muốn thật sự là thành viên. Đúng rồi, thành viên của thị trấn. Cái này em phải nếu mà phải nói chuyện lại với Kuro thôi, chứ không thể nào mà để như vậy được, tại vì tôi nghĩ là chắc nhưng không mà cái có đấy hai đâu người quan trọng mà. Ý là ổng không phù hợp với thị trấn hòa bình. Nhưng mà hồi trước á, nếu mà có vấn đề là cả thị trấn Hòa Bình vẫn đứng ra giúp ổng mà. Không, vấn đề là tại sao ổng lại kêu tôi lợi dụng, trong khi hôm trước là mình chủ động mình đứng ra mình giúp ổng, chứ ổng đã giúp mình được cái gì đâu mà kêu lợi dụng. Chắc chắn là phải có một người giật dây đằng sau ấy. Không thể nào cá nóc được. Không thể nào như thế được. Tại vì đó giờ mình không có được, đâu có thù hận gì tới cá nóc đâu. Chỉ có cái vụ chiếm đất thôi. Bây giờ mình cũng đâu còn ý định đó mà đâu. Mà cái vụ chiếm đất nó cũng mới chỉ là kế hoạch thôi, chứ mình đã làm gì đâu. Chứ mình đã đụng gì cái cá nóc đâu. Tôi nghĩ là chỉ có bên tôi nghi nhất nha. Sakura Kingdom thôi. Tại vì mà bên đấy cũng toàn bạn của tôi á, sao mọi người không thể làm bạn được mà toàn cứ phải mưu mô với nhau làm gì nhỉ? Người ta không đơn giản như mình đâu ơi, người ta muốn là người mạnh nhất mà. Để mỗi người một cái hướng suy nghĩ, một hướng đi của người đấy. Mỗi người mỗi suy nghĩ mà. Thôi, bây giờ nói làm gì nhiều, chiến tranh là chiến tranh, đánh là đánh. Không, nhưng mà tạm thời mình cứ vui vẻ với mọi người đi. Họ chưa lật bài người thì mình mắc thì mình phải lật trước đúng không? Đúng chúng rồi. Ta cứ âm thầm cày đồ đi, rồi đến lúc họ chiến thì chúng ta chiến thôi. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng là sẽ không xảy ra chiến tranh, rất phải mệt. Mình có cần xây một căn cứ bí mật nào đấy gì kiểu đó, mình để cần. Cái đồ cày cày của mình bên dưới thôi. Không cần, nhưng bộ giáp của mình sẽ tự dắt và cất vào Dương Ender. Có, còn ở đây có, mình chỉ cần mở rộng thôi. Ở đây mình cứ mở rộng thôi đi. Kìa ra. Anh tìm được căn cứ của bên Sakura. Nó sau cái lòng đất á, với cả là hôm trước anh cũng có đi vòng vòng thì anh tìm được cái chỗ hợp, cái chỗ bí mật luôn của bên đoạn mày luôn. Ừ, nếu vậy thì anh cẩn thận một tí á. Coi chừng bị phát hiện á. Thôi, xây cổng bí mật đó mà. Cảm ơn anh em đã tin tưởng á. Mình ra đây đi. Làm một chút nghi thức. Trước tiên em có món quà tặng cho một người. Anh qua trước nha. Đây. Anh Toàn à. Đây vào đấy em đưa hết cho anh đi, để anh chế giáp anh để vào đấy. Bộ giáp xong thì phải để vào dân su cơ chứ. Chứ anh để cầm sao nhiều giáp thế được. Mọi người đưa tôi chế xong tôi đưa lại mọi người. Hôm qua em lệnh tay quá em đi tìm su cơ mà. Rồi em tàn sát hết nguyên chỗ đấy nha. Chứ gì nữa. À kim cương em nhiều rồi. Lấy thêm đi anh, không hơn. Lấy thêm đi mình chen. Ok, cảm ơn anh em đã tin tưởng. Anh em ra đây, chúng ta lập một lời thề. Rồi, ai giỏi văn cũng nghĩ lời thề đi. Chủ quý rốt văn. Ai giỏi văn. Ủa? Ai giỏi văn. Để tôi. Để tôi. Anh em mình có sẵn sàng sống chết cùng nhau không? Có. Anh em mình có đồng lòng bảo vệ nhau không? Có. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh em mình đều phải luôn ở cạnh nhau và bảo vệ nhau. Yes, ok. Từ bây giờ anh em mình sẽ là anh em chí cốt, chí kỷ tới cuối đời. Đúng rồi. Một lòng với thị trấn Hòa Bình, tất cả vì anh em. Ây da. Ui rồi. Cắt máu không thầy? Cắt máu không thầy? Thôi, không thầy, thôi đừng cắt máu, tốn máu lắm. Thôi, đừng cắt máu. Cắt em rồi. Được rồi, như vậy là chúng ta sẽ triển khai kế hoạch để mà dụ dỗ thêm Neyuki nha. Sau đấy tôi sẽ đi cày đồ, tôi bế quan tới cày đồ. Còn builder thì sao ta? Mình có cần builder không? Tạm thời mình sẽ cần nhân lực về chiến tranh trước. Nếu mà sau đấy mình thấy được ai builder thì mình sẽ bắt về sau. Bắt luôn anh, không phải là chiêu mộ. À chiêu mộ chứ nhầm. Trước người chủ quý nói chuyện thế quen. Thế là bây giờ bỏ căn cứ này à? Không, vẫn giữ chứ, mình cứ để đây thôi. Tại đằng này mình em nghĩ là trong này mình cũng không để gì đâu. Không, theo kế hoạch của tôi ý, là trên cái núi kìa. Bên cá nóc người ta chỉ chiến bên cái ngọn núi cao cao thôi. Còn chút bằng trước mặt nhà mình ấy, thì mình sẽ làm một cái tường thành ở trên đấy. Okay, hiện tại cá nóc vẫn chưa xây đến chỗ kia, thì không thể nào khẳng định đến bên cá nóc được. Mọi người cứ lấy hàng rào, mọi người làm một cái ranh giới trên đấy thôi. Từ cái chỗ cái cây, mọi người thấy cái đàn lá hình vuông vuông không? Thấy đây nè. Mọi người rào từ khu đấy qua bên trái, rào lại làm ranh giới của mình. Cả khu vực này nữa, mình cũng rào lại, mình làm biên giới rõ ràng với cái bên kia luôn. Mình sẽ rào từ đây thẳng qua. Đấy, đứng từ chỗ tôi, đứng từ chỗ này nhá. Mình rào một phát từ đây lên trên kia và từ đây xuống dưới kia. Rồi mọi người lấy hàng rào đi, đặt một lớp trước đi.
để làm rõ ranh giới của mình, đề phòng người ta mình chiếm lấy đất. Gạch đá làm cái điểm. Lấy gạch đá đi. Giờ địa phận đây, mình đây, đã rõ ràng rồi. Em có tường gạch đá đây, để em lấy chứ. Nhanh nếu mà anh xây được, anh em đi kiếm nguyên liệu giùm anh đi chứ. Anh xây được, xây tường thành được. Anh xin lỗi chưa? Anh còn giữ cái số đá mà trước anh em mình cướp không? Số đá làm như bên máy farm của mình á. Ừ, để đi, nâng cấp máy farm, để nâng cấp máy farm. Có cướp ở đâu hả? Ờ... bên Sakura. Em có cướp bên Sakura, nhưng mà chú ý... Ủa, bữa có nói rồi mà. Có cướp của bên đó hả? Cái tòa thành bên đó nó bỏ hoang rồi. Bên đó giờ tòa thành kiểu hầu như là dựng để lòe vậy chứ không ai chứ đó. Đâu có bọn em với anh Siro đi lên cái tòa thành á, xong cái không thấy ai trong đó á. Nên là quyết định đi xuống rồi, đi thẳng dưới luôn. Ôi dồi, cái hội này thì hội bác dạy à. Mất dạy hơn cả chủ quỹ nữa, chủ quỹ thế cảm giác là chủ quỹ mất dạy lắm rồi. Thì ra là anh em cũng có máu quỷ trong người. Không, tại em thấy kiểu người ta để một số lượng lớn đá nhưng mà trong rương mà không ai xài thì phí lắm, đúng không Zero? Ừ đúng rồi, mấy farm được tao đập hết rồi mà, tao bỏ đi hết rồi mà, nên mình lấy cái xài luôn thôi. Cái lý luận cũng giống chủ quỹ em đấy. Ôi nè, quy vô kìa, anh em đi, đi, chỉ ngay kia vậy, qua. Qua, đừng ấy. Bỏ đi mọi người. Cánh anh đâu? Bỏ tao thể dục đi. Cánh anh cất trong lương anh lười lấy đâu rồi. Bài gì này? Thấy đang trong nhà này. Ờ thoát rúp. Đây mọi người. Không không, mình sẽ qua mình kêu ổng vô rúp á, cho bí mật. Nè Yui ơi. Ủa, anh ở trong nước rồi, anh trong nước dùm. Trong rúp, lại. Là không ai nghe đâu. Mình đập cửa mình đi vô được không? Bên đây nè. À, cái gì vậy? Anh nhắn riêng nhỉ? Anh nhắn riêng ảnh. Ôi, sốc thôi. Ủa? Ok, hết hàng rồi. Cái gì đấy gọi là group nữa? Ủa, group kiểu gì ta? À đây, 113, cái số nghe điểm ghê ấy. Hello. Hello. Cái gì đấy, hôm nay kéo cả đoàn cả lũ ấy. Sang cứ suất tôi làm gì đây? Yên tâm đi, hôm nay tôi không phá gì đâu. Tôi còn muốn nói chuyện nghiêm túc với ông một lần nữa. Không nghiêm túc thì tôi chặt á. Từ. Tôi biết là mẹo không phá nhưng mà từ. Thành xa cái chỗ này ra nhá. Không có gì ở đây. Mai vô đâu trời ơi. Người ta vô với thiên trí. Nếu mà phá là cái tờ anh em lấy TNT ra. Đây. Đang nói chuyện nào? Nói chuyện gì đấy? Tôi vào thẳng vấn đề nhá. Hiện tại ông là một người đang buôn bán đồ cho những kẻ chiến tranh server đúng không? Không, hẳn là còn như thế. Cái cái mưu hèn cái bản của tôi đã tính. Tôi tìm làm rồi mà tôi không dám làm thôi. Tôi bán cho những người có nhu cầu cao thôi à. Ông lạm dụng chiến tranh ông kiếm đồ, cái trò này tôi biết thừa. Ờ kìa. Thì cũng có thể phải như thế đi. Mà ông bán được thế thì hiện tại ấy, là vì người ta chưa muốn đụng đến ông. Chứ không phải là không thể đụng vô. Hiện tại ông chỉ có đơn lẻ một mình thôi. Mà ông bán cho những thế lực chiến tranh thì chứng tỏ ông có rất nhiều đồ liên quan đến chiến tranh, đúng không? Ông có nghĩ đến việc người ta sẽ qua bắt ông về team không? Để tôi đang nghĩ đến việc đấy này. Tôi đang nghĩ đến việc đấy này. Cả team sang tôi thấy điểm rồi này. Bây giờ tôi có một cái deal với ông. Ok. Là ông có muốn tham gia thị trấn Hòa Bình không? Bọn tôi sẽ bảo vệ à? Ông về cái vấn đề. Bọn tôi sẽ bảo kê ông bán đồ, bọn tôi không có cấm ông bán đồ. Và bọn tôi cũng không có cần đồ ép đồ của ông. Chỉ cần cung cấp một số lượng nhỏ cho team thôi. Còn bọn tôi sẽ bảo vệ ông. Thực ra nếu mà mọi chuyện nó đi quá sai tôi cũng tính sang á. Nhưng mà hiện tại tôi bây giờ đang có bên Sakura bảo kê rồi. Mà tình hình như Sakura lại sắp vai phải. Và bên này vai nhiều quá tôi cũng đang kiểu hơi bị lúng túng một tí. Ông có nghĩa là trong server có rất nhiều team cho ông lựa chọn. Nhưng mà để tôi nói okay. Thị trấn Hòa Bình chủ trương là không chủ động tấn công ai cả. Cái này hợp lý này. Chỉ đề phòng bản thân thôi. Khi bị người ta tấn công thì chắc là mình đồng lòng một dạ bảo vệ, bảo kê nhau. Anh em trong chắc là mình như anh em một nhà ấy. Chỉ cần một người bị gì là tất cả sẵn sàng lên đường. Rất hợp với cái tiêu chí bán đồ của ông. Bọn tôi sẽ bảo kê ông một lòng một dạ với anh em. Để tôi suy nghĩ xem phát nha. Tôi mà hình như bên ông có bịp nhiều thứ lắm nè. Bây giờ ông qua team khác nhá, là người ta chiến tranh. Tôi nói nhá, bây giờ ông qua team khác là người ta chiến tranh, là ông chỉ có thể cung cấp đồ cho người ta chiến tranh đúng không? Còn đúng. Bên tôi không chủ động tấn công ai cả, không cần ông cung cấp cái gì hết. Từ khi bị người khác chủ động tấn công thì mới cần cung cấp thôi. Và trong cái lúc bọn tôi đang yên bình thì bọn ông có thể yên tâm bán hàng mà không sợ ai bắt nạt cả. À, bên ông với cả có cái lùm xùm với bên khác không? Tại vì tôi đang có một vài cái quan hệ với bên khác. Tôi mà sang bên ông mà bên đó biết có khi họ sang phá shop tôi á. Tôi bảo rồi mà, một khi đã vô thị trấn thì tất cả là anh em ai phá shop không thì cũng là phá shop của bọn tôi thôi. Trời ơi, vấn đề là họ phá xong rồi nó có tổn thất rồi thì anh em mình mới sang va lại đó, kiểu vậy á. Tôi không muốn nó có tổn thất nhiều quá thì tôi sẽ có nghĩ ra cái phương hướng. Có căn cứ hết rồi, ông yên tâm là một khi cái shop ông có vấn đề thì nhà người ta cũng không còn yên lành đâu. Ok, cái này ông để đồ ông bán ở bên shop thôi, còn đồ còn lại tôi cho ông mượn cái kho, ông cất vào đấy. Cũng được. Nói thật thì về kinh tế bọn tôi cũng chẳng có gì phải lợi dụng ông cả. Ôi, ngon. Đặt lại vào chỗ cũ không ông chết. Kìa, tôi chỉ lấy lại cái số tiền mà ông bị tôi thôi à, không có gì đâu. Trời ơi, vợ ông không trả tôi 200 nghìn cương ông còn đòi. Vợ nào? Ủa? Tôi đâu có vợ đâu trời. Không phải vợ mà hôm trước giấu xác nó, anh gì giấu nó ở kia. Trả kim cương đi trời. Tôi trả rồi mà. Ủa? Không còn một ô này không? Một ô đấy có vài viên à, cho người ta đi trời.
coi như là lấy niềm tin mình vào team nhau, anh em với nhau đi, anh em mà. Ủa vậy là ông đồng ý à? Ông còn nợ tôi cái gì không nhỉ? Từ từ. Ủa thằng này dễ lừa các cô gái ấy. Không, chắc chắn là không anh. Làm người ta soạn văn nãy giờ để qua nói chuyện nó đồng ý sớm đi. Ý là ý đồ của tôi là thế rồi mà. Hả? Ủa, không phải tôi bảo từ đâu mà. Tôi bảo từ đâu mà. Tại vì mấy bên Sakura ấy, tôi đang định qua bên đấy để giao hữu tí cơ mà bên đấy đi ba nhiều quá tôi cũng đang lo sợ ấy, nên tôi có mới bên ông rồi. Thật ra theo logic thì ông mua bên tôi là hợp lý nhất rồi, tại vì những bên khác ấy là người ta chủ động chiến tranh, là người ta chủ động cần ông cung cấp đồ thì lúc đấy đúng, ông sẽ đúng. Ít đồ để bán, còn bên tôi là chiến tranh theo kiểu bị động, là trong lúc không ai đánh mình thì sẽ chẳng cung cấp cái gì cả, ông cứ tha hồ mà bán okay. thôi. Ok, giờ ông có cái gì để anh em trao đổi niềm tin không? Đó, bắt cóc không về thì trấn. Ê, cái gì nó thiện chí hơn được tí không? Trời ơi, chỗ này là nhà hàng đấy mà, hay là nhà ông đấy, về thị trấn ở đi chơi. Chỗ này là cửa hàng, nhưng mà... nhưng mà nhá, tôi sẽ có một cái thông tin. Đây, từ tôi sẽ có một cái thông tin gọi là kết hữu cái tình đồng chí này. Cho anh em tin tưởng hơn, bỏ cái cần câu ra được không? Không nhìn thấy gì cả. Đây. Nhìn nè, đây chính là cái chỗ bí mật của tôi. Chỗ này tôi biết rồi, chỗ bọn tôi vui ở dưới này mà. Đã biết một kiểu chưa rồi. Nói chung bọn tôi chuẩn bị rất là nhiều thuốc các thứ để chuẩn bị có gì mà ai lùm xùm tôi có thứ mà chạy. Ví dụ như là cái này này. Ừ, còn bọn tôi cũng đang chuẩn bị rồi. Thế hả? Vậy là anh em cũng cùng chí hướng ấy nhỉ? Không, đang chuẩn bị thôi. Mà đặc quyền của người vô thị trấn là tôi. Hiện tại tôi đang dự tính là tôi sẽ đi cày cho mỗi người 5 bộ Netrit full phù phép. Cơ mà từ từ. À, lấy hơi thở dòng của tôi rồi. Rồi, bữa có ăn chậm nè anh, bữa em thấy anh có ăn chậm đó. Ôi trời, anh em mới qua anh em lại lút luôn đi. Còn đông nhập tôi còn mất cái cổng địa ngục nó còn trộm thì ông tiếc cái gì ông... Thôi, hơi thở dòng. Anh em không sức, 4 sơ tắc. À, nè chi, bữa hôm qua mới ghé qua con rồng đó hết phun luôn. Nếu mà ông thật sự muốn mua thị trấn thì mình có thể qua bên kia làm thủ tục cắt máu ăn thề đâu. Thôi được rồi, tôi đang cần một cái nơi gọi là an toàn để cất đồ, chứ để như này vẫn bị ăn trộm không ạ? Đây, mình qua luôn đi ha. Nè, anh yêu ơi, cái chỗ mà cái nấu thuốc như này của anh, mấy cái nguyên liệu nè. Em có thể dắt qua bên cho mấy farm luôn. Tại bên đấy bọn em để nhiều đồ lắm. Đi, con mình qua thị trấn nói chuyện đi. Hả? Thằng nào đổ nước ở đây vậy? Nè, trời ơi! Nó là đá đỏ đấy, bớt dùng nước lại. Ủa? Rồi, lát rồi. Người ta lên cái được luôn mà, người ta chủ ký mà. Ai có đồ ăn không cho xin với, đói mà. Về nhà đi anh, nhà có mấy farm thịt bò á, muốn mình sẽ kinh doanh thịt bò anh nhà. Ồ, có thịt bò à? Đỡ đói rồi. Đây, anh em đứng đây luôn đi, đứng đây. Đây luôn hả? Với danh nghĩa là trưởng của thị trấn Hòa Bình, tôi không cần biết là trong quá khứ anh em đã từng giao du với ai, chơi với ai. Mà một khi các bạn đã vô thị trấn thì tất cả mọi người phải sống vì nhau. Tất cả vì thị trấn Hòa Bình, anh em sống chết có nhau. Anh em có sẵn sàng thề không? Có. Chính ơi, Ok, cảm ơn anh em. Hiện tại thì đang có một cuộc hẹn thì chắc nó mình đang có biến. Mọi người có đi cùng tôi không? À, anh em mới chưa gì đâu, thì không biết rồi. Ủa? Đây nhà thơ đi không ơi. Sao nè, let's go. Tôi nhìn giống như là nhà thơ gì vậy? Không ai nghe đốt nhà thơ đốt đó. Ủa sao có cái hạt chắc mọi người cũng nghe về cái vụ bọn mình đang bị ăn cháo đá bát rồi. À, tôi mới vào tôi nghe gì đâu trời. Tình hình là trong team của tôi đang có một vụ ăn cháo đá bát. À. Người ta lấy đồ của bọn tôi xong chồng qua bên kia, xong bây giờ bọn tôi qua lấy một phát là người ta ra hình đẹp lên. Đây, hiện tại bên hàng xóm của mình ngay bên chéo bên trái này. Đấy là đây. Oh my god. Vụ gì đây mọi người ơi? Anh em muốn xử không? Tôi bắn mũi tên làm chậm này. Có đánh nhau đâu? Có đánh nhau đâu mọi người? Có phải lên đi đánh nhau đâu? Mà người ta chỉ đánh mình mà, mình cầm kiếm mình kia. Ủa mình có phải lên đánh nhau đâu? Đau đâu? Bình tĩnh. Ok. Thế mọi người ơi, tôi lại tuyển nhầm con báo nữa thì phải. Anh em cầm kiếm lên, anh em bắn cái thứ thì tôi làm giúp thôi. Anh cũng hăng lắm. Anyway. Anyway. Tôi kể từ ngày xưa nha. Ngày xưa khi mà tôi mới khai phá thị trấn Hòa Bình này thì bên trái có một vùng đất trống, có một người tên là Dương đã qua đấy và xin phép xây dựng ở bên đấy và lấy toàn bộ hạt giống từ bên chỗ tôi qua đấy để mà trồng trọt. Với ông một lời hứa là ông ấy sẽ cho bọn tôi cổ phần rất là lớn ở bên đấy. Nhưng mà dạo gần đây có một cái giáo phái gì đấy tên là Hồng Kỳ. Dương đã gia nhập một cái giáo phái đấy và cái bên Hồng Kỳ đấy đã lật mặt. Người ta đã cấm vận toàn bộ thị trấn Hòa Bình qua bên đấy rồi. À. Ra gọi là ăn cháo đá bát đi. Có hết đồ bên đấy là của mình đúng không? Ở đây Dương nè. Anh ơi. Ê, kêu qua đây dòng thế. Sao kêu qua đây vậy? Alo. Tôi chỉ mượn đất đứng nhìn thôi chứ có gì rồi đâu. Nhưng mà okay. Nhưng mà ông Dương mà. Chỗ người ta đánh xong qua đây làm gì? Chưa, để kim qua. Bọn ông qua thị trấn Hòa Bình đứng ngoài có sao đâu. Có đâu. Nào cái
thằng nào cái thằng Riffa nhổ cái mà cái ông học nhãn cứ bắn tôi ấy không bắn tôi em hỏi ghê không quá thôi ôi trời ơi tôi bắn tôi đang chào hàng á tôi mua tên làm chậm á anh em thấy kia Dương Dương tôi cần một lời giải thích Dương sao? Ngày xưa là ông xin phép ông chơi trên vùng đất đấy và ông lấy cái hạt giống bên tôi qua ông trồng với lời hứa là sẽ cho bọn tôi một cái lợi nhuận cao ở trong đấy. Xong bây giờ ông đâu ông nghe kỹ lại nghe ông nghe cái đó là bọn tôi chưa có bàn nhưng mà lúc mà ông qua thì bọn tôi mới phát hiện ra là lúc đó là tôi nói là chỉ có 20% thôi ông hiểu không? Hồi đó tôi có đưa ông một quả đá vàng phù phép để mà làm đồng minh với ông. Sau này tôi lập tem ra nữa thì mấy ông này thấy kiểu không hợp lý nên giờ bọn tôi định mua lại cái số mà 20% đó hiểu không? À, bây giờ là ông chuyện hả? Ừ, là bây giờ nói thẳng luôn rồi. Là bọn tôi không thèm ăn cháo nó lát thôi anh em đi về. Anh em có va không? Thế tôi đi mua sao? Thôi người ta không có làm gì mình đâu mà va thì bây giờ người ta bảo là không cho mình qua đấy thì mình chả qua nữa. Tôi bảo va đấy đâu. Tôi bảo va đâu. Tôi bảo để không để tôi đi mua dao mà. Nói thẳng là mình chả thèm cái vùng đất bên đấy cho mình về. Làm như mình nghèo lắm đấy. Để kiên. Happy New Year. Cắn rồi anh em ơi, cắn rồi anh em. Triển khai hàng rào nhá, dọc một đây một cái rồi mình sẽ mở rộng dần ra bên kia. Nhanh không bị người ta chiếm hết. Có nghĩa là bây giờ bên đấy còn nói chuyện gì mình không thèm rep, mình không quan tâm. Người ta vào làng này mình đuổi đi. Bây giờ là để tôi đi chào đã. Ừ, có nghĩa là mình sẽ chẳng thèm qua đấy nữa. Bên đấy cũng chẳng có gì cho mình qua đâu. Nhưng mà mình cũng đừng cho người ta vào nhà mình nữa được. Ok nè, kiểu người ta bước vô nhà mình chém không? Chém được thì chém. Nhưng mà đuổi người ta đi thôi chứ đâu cần chém đâu. Chém! Dù sao thì cũng là bạn cũ. Mà em mới chở bên trong kia được 8 gia thuộc chứ lại một stack pháo hoa này. À, một stack thuốc súng này. À chết, cần đúng rồi, cần bàn phù phép nữa. Bàn phù phép, bàn phù phép. À nhầm, cần kệ sách. Đem heo gỗ nữa, đem heo gỗ nữa. Đây chị ra, chị ra. Anh nói em hiền nhưng mà anh đâu có biết bên đấy toàn là bạn cũ của em đâu. Mà nó không coi em là bạn, em mới nhìn nhận cái vấn đề như vậy chứ. Thì trong trường hợp trước lúc bạn... chưa cần thiết thì mình cũng đâu nhất thiết phải đánh nhau đâu. Bạn ấy là phải bắt nguồn từ hai phía, em mới coi là bạn mà nó mới coi em là bạn thì đấy mới là bạn. Còn nếu như có một mình em coi đó là bạn ấy thì đấy mới là bạn, đấy là lợi dụng. Ok, em lại chặt cái gỗ đây. Đó đây nha. Bên bển có vấn đề kìa anh. Sao vậy? Sao? Em đặt hàng rào bên bển có vấn đề. Team của giáo hội cái nóc này. Đâu rồi? Sao? Vấn đề gì? Nè, em cứ đặt đi, em cứ đặt đi. Em cứ đặt đi xem ai nói gì. Đâu? Ủa, ganh giới hả? Ganh giới hả mọi người? Em chỉ hỏi thôi mà, hỏi chỉ hỏi thôi. Ganh giới đâu có cản đâu, chỉ hỏi thôi. Hỏi là ganh giới của thị trấn Hòa Bình à. Kia là khu vực của thị trấn Hòa Bình, không phải là của bên Cà Nóc. Cho nên là có quyền xây ranh giới. Cái này ý kiến gì? Đâu có ý kiến gì đâu, chỉ hỏi thôi. Ừ, thế thì Ozin đặt đi em. Ở đây ở đây em đây đã thì bên thị trấn Hòa Bình chưa động chạm gì vào ranh giới của bên này nha. Ok đúng rồi, em chưa có nói gì mà chỉ hỏi thôi, rồi trong tương lai mình sẽ xây mới cổng cái tường thành ở đây kéo qua bên kia. Wow, qua bên kia em lấy đá nhiều đi để qua bên mấy phai mình lấy đá cho mấy phai sao không đủ chứ. Thế mọi người ở nhà nha, tôi đi cày đồ. Ok nè. Tối nay rảnh dù quên mấy cái nguyên liệu để anh xây tường thành luôn cho. Xây tường lên luôn đúng không? Mình xây tường đúng không? Cái đó, tường để em xây cho. Em cần đá thôi, cần rất rất nhiều đá. Đá thường đó nha. Rồi ok, cái này mình sẽ bắt tay cho mình xây thành. Rồi mình biết xây anh em à. Bây giờ mình sẽ xây bao bọc ở đây luôn. Đấy, mình nói với các bạn luôn. Bây giờ mà chỉ cần kỳ một người nào mà đặt chân vô đây đánh bọn mình trước là bọn mình xử luôn. Mình không, nói chung là thị trấn Hòa Bình của bọn mình là không sợ bất kỳ ai. Tụi mình cho dù có chết thì tụi mình cũng phải lấy lại đồ và tụi mình sẽ ra đánh tiếp. Đánh cho chừng nào mà tụi nó sợ thì thôi. Phải tới lúc là thị trấn Hòa Bình phải đứng lên. Không thể nào mà để vậy được anh em à. Chứ không thì như Kira nói thôi, cũng sẽ thành một nô lệ thôi. Bây giờ chuyện đã đi quá xa rồi. Hay là Kira đã thay đổi cái hướng đi của thị trấn Hòa Bình.